Rồi mình chào mừng các bạn quay trở lại với cái kênh của mình nhé. Đây là cái motor của cái quạt mà cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn đấu dây đấy các bạn. Nên mình tính mình ráp vào đây mà nó có khúc dây này nó ngắn quá các bạn. Mà mình làm biếng tháo cái này ra, mà nói chung là tháo ở trên này ra mà đấu này lại từ đầu thì nó tùng lum hết các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ làm video này hướng dẫn cho các bạn, bạn nào có gặp trường hợp nào giống như của mặt này thì các bạn có thể áp dụng làm theo nhé các bạn nhé. Đây này, cái chỗ mà mình đã lối lại á, mình thấy cái ống gen nhiệt gen là đã gen lại rồi nhé các bạn nhé. Nhưng mà nó ở cái chỗ này nó ngay cái khúc khỉu này các bạn, ngay cái chỗ này nó đưa đi đưa lại, mà mình cái chỗ này là cái dây này nó hở như này, nó không có lớp bảo vệ thứ hai thì là có vẻ nó không an toàn các bạn. Nên là mình lên đây chia sẻ cho các bạn là bạn đã gặp trường hợp nào này giống như mình thì hãy làm theo, có thể làm theo các bạn nhé. Các bạn đi ra mua cái ống gen nhiệt 6 ly nhé các bạn nhé. Đây là cái ống gen chỉnh nhiệt 6 ly, cái loại mềm nhé các bạn. Đây các bạn có thể xem một cái loại mềm này. Đó. Và các bạn sẽ cắt một khúc nó dài chừng cỡ độ bằng cái khúc gần bằng cái khúc dây điện này, nó cách chừng cỡ độ 5 phân chẳng hạn như thế. Đây cái đầu lối này các bạn cách chừng cỡ 5 phân một ngón tay này cho mình chẳng hạn như thế. Các bạn sẽ đo, các bạn sẽ cắt một khúc giống như mình đây. Đó. Còn cái trường hợp chỗ này á thì mình không thể để như thế này được, mình phải cắt vợ cái này đi. Bây giờ chúng ta sẽ lùi nó lại, các bạn làm khéo nhé, cẩn thận không đứt dây nhé. Đó. Chúng ta sẽ khéo lùi cái dây lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái mũi kéo vào, chúng ta cắt nó ngắm đến đây đúng không. Đấy, chúng ta sẽ cắt đến đây đi. Các bạn sẽ đưa mũi kéo vào lượn lượn thôi nhé các bạn nhé. Và lúc nào cũng phải nhấc cái mũi kéo lên trên giống như này mình này. Đó. Cắt khỏi nó vào cái dây điện, các bạn vào dây điện là coi là công không nữa các bạn. Đấy. Rồi ok nhá, chúng ta sẽ cắt đến đây đi. Cắt sát vào đây tí nữa các bạn. Đó, mình sẽ cắt đến đây đi. Các bạn cắt đẩy dây điện nhá, kéo là đứt dây điện toi, không toi đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta lại kéo trở lại. Kéo trở lại lượn lượn thôi, kéo đứt dây nhé các bạn nhé. Đấy. Rồi, còn cái dây này thì chúng ta sẽ xé nó ra. Đây, chúng ta sẽ xé này. Xé chúng ta sẽ cầm khi nào nó ra một cái đầu này, chúng ta sẽ cầm túm 5 sợi dây này. Chúng ta sẽ túm này, chúng ta kéo nhẹ nhẹ ra. Đó, các bạn kéo từng khúc một, đừng kéo dài nó đứt dây ngầm đấy các bạn nhé. Các bạn nhớ đấy. Đó, chúng ta sẽ kéo này. Sau khi các bạn xé nó ra thì nó sẽ được 5 cái đầu dây giống như này các bạn nhé. Đây là 5 cái đầu dây. Các bạn sẽ tước cái đầu dây ra, các bạn xoắn vào nhau. Đó, các bạn xoắn vào sau như này. Đó. Sau đó chúng ta cần một cái dây khác để luồn qua nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ luồn qua cái dây, kiếm cái dây, sợi dây gì các bạn luồn qua cái lỗ của nó trước. Ở đây là mình lấy tận dụng lại cái dây cáp sạc điện thoại ấy các bạn, điện thoại cũ bỏ đi ấy. Các bạn sẽ tước 5 cái đầu dây ra, cái đầu dây của nó ra. Đây. Đấy. Ở cái lõi đồng ra. Chúng ta sẽ bẻ cái đầu nó lại. Đấy. Chúng ta sẽ luồn qua. Các bạn có thể tận dụng cái bất cứ cái loại dây nào mà các bạn sẽ có thể luồn qua được nhé. Các bạn luồn nó sang kia. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây. Cái đầu dây của mình nó đã sang kia rồi. Đó, mình kéo cái dây này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái dây này, chúng ta buộc vào cái đầu dây cái đồng của 5 sợi dây này nhé các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ buộc làm sao buộc càng chặt càng tốt để cho nó khỏi bị tụt ra đấy các bạn khi mình kéo nữa. Rồi. Đó,
khi các bạn kéo là các bạn sẽ phải phải nắn vừa vừa cái dây này cho nó tròn tròn lại nhé các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ đút vào này. Đấy, các bạn thấy không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ kéo từ từ lại. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Mình kéo từ từ lại. Kéo từ từ. Đấy, cái chỗ này là quan trọng nhất là các bạn này, các bạn phải lựa lựa cái chỗ này. Đó, chúng ta sẽ vo viên và chúng ta sẽ nắn và chúng ta đưa vào từ từ. Chúng ta không phải kéo nó sẽ bị đứt các bạn. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu lấy dây chúng ta kéo. Ở đằng này nó đã lòi cái đầu ra nhé các bạn nhé. Chúng ta bỏ cái dây này ra. Đấy. Đó, ok nhé, bây giờ mình sẽ kéo từ từ lên nhé. Ra lên đây thì các bạn sẽ tở cái đầu này ra là chúng ta sẽ kéo từng dây một nhé. Dây nào mà trùng bên trên này, dây nào trùng quá thì chúng ta sẽ kéo dây đó nhé. Mà không trùng thì chúng ta kéo cả lên. À, rồi ok đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Ok nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái dây rút chúng ta ở đây chúng ta cột lại nhé các bạn nhé. Mình không có cái dây rút các bạn, mình thôi mình cứ để tạm nó đi, nhưng mà mình rút sau bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn vẫn dùng một cái sợi dây giống như vừa nãy nhé, các bạn sẽ đút từ đây ở đây này các bạn này, cái chỗ đây này, cái nỗ một chỗ này nó có cái nỗ này, các bạn đã luồn dây từ đây xuống nhé, từ đây các bạn luồn sau này. Cái này là đằng trước này nó có nộ, không bao giờ chúng ta luồn tiếp một lần nữa thì mới được nhé các bạn nhé. Các bạn luồn thẳng nó không có được đâu. Đó, chúng ta sẽ luồn ở đây này, này từ ở chỗ này. Đây như này, đây là các bạn. Cái này cái con ốc là nó có con lỗ này. Đó, các bạn luồn nó ra trước chỗ này. Đây. Đó, lại rút dây này các bạn luồn xuống bên dưới. Là nó sẽ được một sợi dây này các bạn. Các bạn sẽ kéo bên dưới, các bạn kéo bên trên, các bạn luồn đúng cái lỗ của nó nhá, đúng cái lỗ của nó, các bạn luồn, các bạn kéo từ từ thôi, các bạn kéo nhẹ nhẹ thôi, không có lại đứt đầu đấy, đó các bạn này, kéo bên này là giữ cái đầu nhá, đó. Rồi đã thành công rồi các bạn, đây nó đã xuống gần đây rồi các bạn, đấy, cái đầu dây này. Rồi ok nhá. Chỗ này đáng nhẽ mình có dây rút mình cột lại nha các bạn, kiếm dây rút các bạn cột rồi nhá. Mình có dây rút mình cứ để tạm thời đây, lúc nào mình cột xong được. Đó, còn cái dây của cái này này các bạn là phải để quay này, đó cái dây này là để bên trong, đây là để bên trong, cái chức năng để ra ngoài, để này nó quay này. Khi xong bắt đầu quay này.